chào bà con, cô bác, anh chị. Ngày hôm nay thì tôi xin phép được giới thiệu đến các bạn một cái mẫu xe giá rẻ đứng ngay bên cạnh tôi đây, đó chính là Toyota Vivo. Chiếc xe này là chiếc xe rẻ nhất của Toyota tại thị trường Việt Nam và đang được bán ra với giá niêm yết là 405 triệu dành cho phiên bản số tự động và 348 triệu dành cho phiên bản số sàn. Thì bên cạnh tôi đây là chiếc xe số tự động 100. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút trong cái mẫu xe này nó có cái gì đặc trưng để có thể cạnh tranh được và bán rất tốt ở trong cái phân khúc xe giá rẻ hàng ngày. Chúng ta sẽ xem qua một chút về phần đầu xe. Các bạn quan sát thấy đấy, đây là tổng thể của chiếc xe này. Xe hạng A hatchback cỡ nhỏ, giá thì siêu rẻ. Đây, chúng ta đi vòng quanh tổng thể một vòng. Nếu mà để gọi là đẹp một cách xuất sắc thì thật sự là trong cái phân khúc hạng A này chúng ta không có một cái mẫu xe nào có thể coi là đẹp một cách xuất sắc cả. Cái hạng A giá rẻ này nhá, thì trên thị trường chúng ta sẽ có Hyundai i10 này, Kia Morning này, Toyota Wigo này, Chevrolet Spark này, Suzuki Celerio này. Đấy, đó là những cái mẫu xe đặc trưng nhất. Rồi ok, bây giờ chúng ta tìm hiểu chút cái phần đầu xe. Đây, các bạn quan sát, đây là phần đầu của chiếc xe này. Lưới tản nhiệt rộng sang hai bên, tản nhiệt hình lục giác nhé. Và cái điểm hay của chiếc xe này nó chính là nằm ở cái cụm đèn này. Đấy, các bạn thấy xe giá rẻ thôi nhưng mà cả phiên bản số tự động này, thậm chí cả số sàn luôn, cũng được đều trang bị cái đèn bi này luôn. Đèn gầm nó cũng trang bị đầy đủ hết nhá. Đó, phía bên này thì chúng ta có một cái bộ la răng đúc 14 inch, gương chiếu hậu thì cùng màu thân xe, tích hợp xi nhan. Và cái gương này là gương chỉnh điện thôi, còn nếu mà chúng ta gập thì vẫn phải gập bằng cơ. Tay nắm cửa thiết kế kiểu cổ điển cùng màu thân xe. Đó, vòng ở đằng sau một chút thì cái đằng sau của chiếc Toyota Wigo này tôi đánh giá là nó thật sự là nó rất là mạnh mẽ, nhìn kiểu thiết kế xe nhỏ ấy nhưng mà rất là mạnh. Những cái đường gân dập nổi này, rồi những cái cụm đèn led các thứ. Đó, Toyota làm rất là cẩn thận chỉnh chu luôn. Cánh gương gió phía sau này cũng được trang bị đầy đủ đấy, giúp cho chiếc xe ổn định hơn khi đi ở tốc độ cao. Đây chính là phần cánh gương gió phía sau. Xe được trang bị sẵn hai cảm biến lùi các bạn nhé. Đấy, nội thất bên ngoài thì về cơ bản chúng ta có vậy thôi. Nếu mà đánh giá một cách tổng quan thì tôi thấy cái Wigo này thiết kế khá là khỏe đấy, nhìn rất là khỏe và trẻ xe. Rồi, ngó qua cái không gian nội thất một chút. Thế đây các bạn nhé, đây là không gian cái nội thất của xe này. Để các bạn lưu ý, đây là chiếc xe này là chúng tôi đã chuẩn bị bàn giao tới tay khách hàng. Do đó mà nó đã được nâng cấp một số cái chi tiết, ví dụ như ghế này. Đây là ghế bọc da rồi, còn nguyên bản theo xe thì nó chỉ là ghế nỉ thôi các bạn. Đó, nguyên bản theo xe là ghế nỉ nhá. Đây, khoang cabin. Thật ra thì nó cũng sử dụng hơi nhiều cái chi tiết nhựa. Xe giá rẻ mà, tất cả những phần này, chỗ này nhựa hết. Vô lăng thì giả da, thiết kế 3 chấu, tích hợp đầy đủ nút bấm, màn hình DVD, điều hòa chỉnh tay. Rồi, vòng qua phía sau một chút xem nào. Đây, cái điều mà chúng ta quan trọng nhất ở cái xe nhỏ đấy là ngồi nó có rộng rãi hay không. Đây các bạn quan sát, có rộng hay không, mắt thường các bạn nhìn thấy ngay đúng không ạ? Và cái xe này nó không nhỏ đâu, nhìn bên ngoài vậy thôi chứ còn nó còn rộng hơn cả Kia Morning nhiều. Và cái bề ngang thì rộng hơn của i10 nhưng mà cái chiều dọc thì không bằng. Đấy, cho ngồi rất thoải mái nhá. Rồi ok, bây giờ tôi lên tôi ngồi thử luôn cho các bạn xem này. Thank you.
xem tư thế ngồi có thoải mái không. Đây các bạn nhìn này, đấy, khoảng đầu chân đầu gối các thứ trần, nói chung là cực kỳ thoải mái luôn. Xe này rộng lắm. Lúc đầu tiên mà khi xe về nước ấy, thì tôi cũng không nghĩ là cái xe nó rộng như này đâu. Đây các bạn thấy tổng quan, khoang nội thất trong xe rất là ok, nó rộng rãi thoải mái. Rồi lên khoang cabin một chút nào. Đây các bạn thấy đây chính là cái khoang nội thất của xe này. Vô lăng giả da này, tích hợp nút bấm. Và vô lăng này của chúng ta là vô lăng cố định luôn, không phải điều chỉnh đâu. Chính giữa chúng ta có đồng hồ đa thông tin. Đây, tôi khởi động lên phát xem nào. Đây, màn hình tôi 3 này. Phía dưới thì chúng ta có cái cụm điều hòa. Rồi. Cần số này, cái cần số là cái điểm mà tôi không thích lắm. Nó thiết kế cảm giác hơi cổ điển một chút, giống như cái mẫu xe cách đây khoảng 5-7 năm. Phanh tay, nặng cơ. Xe giá rẻ thì không thể đòi hỏi phanh tay điện tử được. Mặc dù là cái đó nó dần dần cũng sẽ phải nâng cấp thôi, nhưng mà vào thời điểm hiện tại thì chưa được. Đó, các bạn thấy cái xe này như nào? Cái xe này thật ra điểm mạnh nhất của nó ấy, nó nằm ở cái nhập khẩu nguyên chiếc, cực kỳ tiết kiệm, một thương hiệu lớn của Toyota. Và hy vọng là Toyota Wigo sẽ tiếp tục giữ vững cái mức doanh số bán như hiện tại. Đời trung bình một tháng thì Wigo bán ra khoảng tầm 1.300 xe. Tức là so sánh với i10 thì cũng sấp xỉ. Cứ thay nhau chiếm giữ vị trí thôi. Toyota mà, nhiều khi nó có những thứ rất khó để giải thích. Bởi vì nó là cái loại xe mà gần như nó ăn sâu vào tiềm thức của dân Việt mình. Rồi ok, các bạn đánh giá cái mẫu xe này như thế nào thì comment xuống phía dưới bên dưới các bạn nhé, để chia sẻ những quan điểm của mình. Tốt, xấu, khen, chê, các bạn cứ chia sẻ thoải mái để chúng tôi góp ý thêm với nhà máy về cái sản phẩm này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.